Linh. Linh. Đi Linh. Thấy nó đứng lên các bạn. Nó thủ cả mình cả ông anh Sang luôn nha các bạn. Mình di chuyển là nó sẽ quay qua đầu bên này. Hồ chúa nó đứng cao các bạn, đứng trên này cỡ 30-40 phân á. 60 thôi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoang Dã Bình Thuận. Hôm nay sẽ tiếp tục là ngày đi thăm bẫy của anh em chúng tôi. Hy vọng rắn nó sẽ dính nhiều nha các bạn, để cho các bạn coi sướng hay không á. Rồi đi nha. Trời này cũng còn đổ mưa rồi các bạn. Trời mới có 9 giờ sáng rồi các bạn mà mây đen hết luôn. Kiếm được tí con thắng thôi. Đó, ở đây bây giờ nhiều người đánh quá. Đánh tích nó hiếm luôn à. Bây giờ mình cùng vào xem cái bẫy đầu tiên của mình nha. Bữa trước cái bẫy này dính con cặp niên các bạn. Mắc bẫy các bạn ơi. Mới vài cái đầu tiên mà thấy hên dữ ta, mắc bẫy luôn. Không có đâu, nó vừa đặt đây luôn. Nó vừa đặt đâu đây. Bao nó nằm ở ngoài này rồi thì chắc nó mất rồi. Đen hồ đua các bạn. Biết sao giờ. Để bao lại đây luôn đi. Để bao làm kỷ niệm cho nó hả? Vô cái đầu tiên đã bị mắc bẫy. Không còn cái gì luôn. Luộc con á. Luộc cho con á. Mấy ngày nay mưa nhiều các bạn, cọ này tốt quá, đi mà cứ níu cái chân lại. Wow, cho con. Một con hả? Thấy luôn đã. Nó nằm mà nó núp sau cái rác các bạn. Mở ra cho các bạn xem nha. Con này chắc nó vô lâu rồi á. Ấy. Sao đầu bóng loáng vậy? Ừ? Mới vô. Hả? Rồi thì nó phun lọc độc các bạn. Con rắn ươm luôn. À cha. Con rắn này là con rắn hổ mèo nha các bạn. Đó, nó có màng nha, nó rắn độc đó. Con này nó không thiệt ha. Này, nó thiệt không. Nó đầu thiệt rồi. Con này có may nha các bạn. Đây là rắn hổ mèo. Sẽ làm thao tác bắt nó bỏ bao. Con này nó rất là phun lọc nha các bạn. Ở mình rắn độc mà có mang là đa số nó chỉ là loại rắn này thôi các bạn. Còn mang này như có nhiều loại lắm. Nhưng mà đa số là nó qua sao. Qua rồi hả? Hay vậy.
có nhiều con chọt lắm, nó còn chưa vô qua. Con này khỏi cần chọt nó qua luôn. Con này có chừng 400g nha các bạn, 400 đến 500g. Cái loại này, cái loại hú mèo này là nó không có bự đâu nha các bạn. Nó tầm chừng 4 lạng, 3 lạng, 2 lạng. Và tầm bự nhất là cỡ chừng 7-8 lạng là bự nhất lắm rồi các bạn. Cái loài giống của nó là nó như vậy các bạn, nên là nó không có sai bự đâu. Đó, ồ, hồi đó mình bắt được con bự đó. Thì cái đó là lâu lâu mới đường con. Hiếm đó. Hiếm lắm các bạn. Hồi, từ khi mà anh em tôi bắt lại mà giờ chưa bắt lại được con nào cỡ hạng cỡ đó các bạn. Con đó là do cái vùng ở đó là nó quấy nhiễu dân làng quá. Rồi cái ông mà kế vườn bên đó nó sao cứ 5-6 giờ tối không à, mà nó đi mà nó ngóc đầu lên gì nữa các bạn. Rồi mới kêu mình vô bắt. Thu phục con đó là 1,7 kg các bạn. Con đó là khủng nhất luôn á. Giờ con này có chừng 400-500g mà. Cái nồi giống nó cỡ đó các bạn. U mát trời quá ha. Vừa thăm cái này dưới đâu anh. Không biết là trời này có thể mưa bất cứ lúc nào các bạn ơi. Hết bao lấy cái bao gì đây. Một được được em nữa này. Vô. Tiếp rồi. Thêm em nữa rồi. Vô cái em này hơi bị ngon á. Em này không phải là thứ dữ các bạn. Nãy giờ các bạn chưa thấy khẹt khẹt phải không? Á chà, chắc quá. Đây à, đây. Con này là nó hay rất là ị nha các bạn. Các bạn bắt nó vô là nó hay ị. Già nhăn luôn. Già rồi. Lâu rồi. Già rồi, da nhăn rồi các bạn ơi. Già ốm. Con này mới u ốm nhơm mà ta. Này vô lâu rồi. Tại một số bẫy trên này là cả tháng rồi phải không? Con này nó chưa chết. À cha. Già nhăn. Ị hết nẩu. Nó ị hết nẩu. Nó xiết vô mà gặp mồi là nó xiết vậy các bạn, gặp con chuột mà nó xiết cái gì nè là con chuồng kiệt đó, thấy không, nó gồng lên thấy không, tay tôi là nổi gân luôn nè các bạn. Nó vô mà nó gặp con này là chùm xiết nè các bạn, thấy không, xiết cái tay tôi coi chừng. Mấy này là mấy bác sĩ các bạn khỏi cần phải lấy dây cột để kiếm lấy ven luôn, thấy không, ven tôi lên luôn à, này có ven sẵn luôn ghê. Để cho mấy bác sĩ cầm mấy cái loài này là nó vô là nó cắn chuột là nó cắn không có được các bạn, là nó dùng cơ thể của nó xiết con chuột đó, vô xiết con chuột nè, con chuột nó ngợp quá, con chuột chết và nó sẽ hà họng ra, nó nuốt từ từ vô các bạn, nó ghê lắm bạn ơi, chuột bự mấy nó không nuốt được hết. Cơ thể này là cái bộ da nó co giãn các bạn, cái họng nó rất là bự luôn, nó sẽ nuốt là có thể là cái con đó to hơn cơ thể nó gấp 2 đến gấp 3 lần các bạn. Miệng nó rộng lắm, giống như các bạn coi thế giới động vật vậy, mấy con chăn mà nó nuốt cả con trâu, con bê vậy đó. Con này nó cũng vậy á các bạn. Nó không nuốt nổi con trâu thì nó nuốt nổi con chuột là to gấp này, mấy lần cái họng của nó luôn. Mấy con chuột á. Không chịu buông luôn. Cái này nó xiết gì mà thôi chứ. Con màu nào mà chịu cho nấu. Đó là mới hữu hành nha bạn. Hồi trâu nó xiết còn ghê hơn nữa. Hồi trâu là cái đồ nó ít xiết lắm. Nó vô là nó cắn màu là nó nuốt luôn. Nên nó xiết tay mình á. Xiết lực mạnh chứ còn hồi trâu thì dữ rồi. Nó vô nó táp chuột là chết luôn. Thế là được hai em. Trời này coi chừng đang báo bão các bạn. Điện thoại bình thường mình nghe nó đang báo bão. Cái này chắc nó bị ấy ăn nè. Sắp rồi. Quanh đây thế rất là đẹp. Chim cò gì nó đầy ở đây luôn. Ui, bơi đằng nặng. Ui, con rắn bạch tạng.
cỏ mọc luôn, lúa mọc luôn. Lâu quá không đi lâm mà lúa mọc luôn các bạn. Có cỏ ốc sên nhậu nữa kìa. Ốc sên nữa hả? Đây thế đẹp quá mà. Cái này là hồi bữa dính vô nó ị nè. Ị cất mà khô luôn à. Con này bự. Hả? Con này bự. À, con này bự tạng nha. Ấy, cái chuồng ở đây là ngon rồi. Con này rắn bạch tạng. Cha. Con này bự rồi nha. Bắt là cho các bạn xem nha. Ấy, rắn bạch tạng. Ỉ cũng nổi rồi. Ấy, đó nó ỉ đó. Ai biểu nhắc nó ỉ làm chi? Bạch tạng à. Ấy. Mờ mắt luôn kìa, mắt mờ. Ui. Ui. Đó. Con này các bạn. Ồ, con này bạch tạng các bạn. Rắn này đó. Ừ. Mờ cỡ con này lạ ngừ ha. Ừ. Lạ thấy không? Mượt 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 à. Đó, đầu giống ngọc ni á các bạn. Mà giống không? Giống. Cái vảy đầu nó hơi hơn. Bị khác một chút thôi, nhưng mà đầu nhìn ngang hơn. Qua thì giống. Mình bỏ vô bao nha các bạn. Hai con hổ hành. Con này cũng bự chứ. Bự đó. Chứ mà nếu như mà nhỏ là nó kẹt đầu nó chết hết rồi. Tại cái mấy cái lồng này cả tháng các bạn. Sáng giờ hao chuột cũng nhiều quá ha. Lồng nào cũng phải thay chuột. Sáng giờ đâu có con chuột nào sống sót đâu. Cũng chết vì rắn ăn, cũng chết vì đói. Trời giờ sáng lên rồi, hồi nãy có mưa mấy hột. Trời này âm u rồi. Ôi chắc chiều đây cũng mưa thôi. Đêm qua, chiều qua mưa rất là lớn. Chỗ này mới có cỏ nông mà. Biết bẫy thì muốn lấy cái cỏ nông nó lồn trong. Tỷ lệ mắc bẫy là hơi bị cao quá nha. Cắt rút nữa luôn. Chỗ này cắt sạch rồi. Cái mảnh nó đâu đây nè. Cỏ xung quanh đây sẽ cắt rồi. Lấp cái bẫy luôn à. Thấy chưa? Hên ha, không bị mắc bẫy, lòi trắng luôn. Ơi, u, hối giỡn. Sao giống gì? Cỏ rắn nha các bạn. A cha. Cái con rắn này là cực kỳ nha. Các bạn chưa từng thấy luôn đó. Giờ tôi mới từng thấy các bạn. Tôi nhìn kỹ á. Nó giống con hố dện dưới tay. Rồi, bây giờ nhìn kỹ lại coi. Mưa các bạn. Con mưa này tôi biết con gì đâu. Vô chuẩn bị. Mưa các bạn. Mưa. Đây. Vô mát này đi ha. Cái bẫy này lâu lắm rồi mà mình vẫn tìm thấy được mà. Có người cắt thì cũng không thấy đi lấy luôn. Thôi quá. Mình mở ra cho các bạn xem nha. Tôi thì tôi biết con này con gì rồi. Các bạn ơi. Con gì đây? Vô lâu quá mà nó ốm rồi. Rồi ha. Ôi, con này màu cam. Hả? Con này màu cam. Cam nè. Ôi. Có cái đầu nó lanh như kìa. Dài không? Dài không cơ? Ôi. Quá dài luôn. Các bạn thấy con này là con gì không các bạn? Con này là con rắn nha các bạn. Mà tên thường gọi khác là, các bạn biết không? Nó bày phì mang ra nè. Nó dữ không? Ơi. Nó là chùm loài rắn chúa nha các bạn. Chúa các loài rắn.
Đó, nó phì men ra các bạn. Đó. Con này. Ê, con này cực dài luôn. Con này tầm cỡ nhiêu? Con này hơn ký á các bạn. Mình nó mình màu cam nè. Đầu cam. Ê, cái ở dưới nó màu cam ha. Yếm cam. Yếm cam hả? Ừ, yếm cam các bạn. Lần đầu tiên luôn á. À cha, con này khá là dài nha. Cam này các bạn, các bạn thấy màu cam không? Nè. Giờ mình quay cận cảnh cho các bạn ha. Nhiều các bạn nhìn vô là đã biết con rắn gì nha. Mình thì không, mình thì mình biết rồi. Cho các bạn biết thì các bạn cứ comment đấy. Wow. Cái đầu chày này nè, vô lâu rồi lắm các bạn thấy cái đầu này, đầu này là đầu gì các bạn? Đúng không? Chày mỏ rồi. Chày rồi, cái này nó vô lâu rồi, do anh em tôi không đi thăm được. Hơn nó vẫn còn sống sót. Trời ơi. Đó. Nó nhìn nhìn hướng mình. Ừ. Dữ dằn các bạn. Con này là màu cam, nó khác với con hổ vĩnh bộ. Nè, cái đuôi này nè, người ta dễ lầm lắm các bạn. Dễ lầm cái khúc đuôi nè, mà dễ lầm với khúc đuôi với khúc mình nè. Tưởng là hổ vĩnh nè các bạn. Và bắt nó là sẽ có thể là tỷ lệ mình sẽ là dễ tử vong các bạn. Trời ơi. Hổ chú các bạn ơi. Con này là hổ chú nè. 100% nè. Hổ chú thì nó có mấy loại nữa các bạn. Con thì màu vàng, con thì màu đen. Các bạn nhìn cái mặt nó nè, nó rất là khôn lanh nha. Đúng là nó là hổ chú mà, nó chùm của loại rắn mà. Nó khôn lanh. Nó là thứ nó mà nó đói lên là cái gì nó cũng ăn nha các bạn. Thấy không? Có mang, mang của nó không có to đâu mà nó dài xuống. Nó rất là lanh. Đó, nhìn vậy là các bạn nhìn ra hổ chú liền. Quá lanh luôn. Thấy không? Cái đầu nó là đầu rùa nha các bạn. Quanh đây là vườn thanh long các bạn. Quanh đây là vườn thanh long. Mà có hổ chú quanh đây rất là nguy hiểm luôn. Ngay cả mình đi bẫy rắn đây mà mình thấy nó còn mình còn bất ngờ các bạn ơi. Mình không nghĩ là nó sẽ có ở đây. Nó rất là dài luôn. Đây mỏ rồi nè. Cái này chỉ còn xước cái răng nhìn vậy thôi là ra đi nha các bạn. Mình không thôi. Biết điều gì nó đến với mình luôn. Con này chỉ cầm hơn 1 ký thôi. Con này hơn 1 ký đó. Hơn 1 ký nha các bạn. Hổ chú cam nè. Con này hổ chú cam, màu vàng. Cam đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Các bạn thấy không? Cái mặt rất là lanh luôn. À, hổ chú này là... Đồ cắn ơi, mới cắn ơi. Đồ cắn ơi. Mới cắn ơi. Mới cắn. Đó, thấy không? Thấy không? Thấy không? Đó, thấy không? Đó, đúng không? Đó, ừ. Ghê thiệt, ghê thiệt. Thấy không? Nó đồ cắn thấy không? Một tháng rồi, gần tháng rồi mình đi thăm mà hình nó cũng chưa chết. Nè, nè, có cái mình nó ngóc lên đầu cam nè. Coi nè. Đó, cái đấy nó màu cam đó. Đó, thấy không? Lạ nha, đó giờ mới thấy luôn nha. Từ khi đi bẫy rắn đến giờ mới bắt đầu dính được con này các bạn. Ghê ghê ghê. Cái màng nó dài ra tới đây luôn hông? Ừ. Con của chú này là thuộc dạng cấm nha các bạn. Cấm săn bắt. Nó là hạn danh mục 1B nha các bạn. Nó là hạn chế. Cả hạn chế luôn, cấm. Cấm luôn. Ừ. Không được hạn chế và săn bắt nữa. Các bạn hạn chế là cái mục 2B. 2B là hạn chế các bạn. Hạn chế cũng có nghĩa là mình được có được nuôi nó nha các bạn. Được nuôi mà phải có giấy phép. Gọi là hạn chế là danh mục 2B, còn cái này 1B là cái mục mà cấm săn bắt các bạn, cấm săn bắt rồi không được dùng sử dụng nó để mà làm thương mại buôn bán gì hết đó. Ngay cả mình bắt về mình nuôi trong nhà cũng không được nha các bạn. Đó, quá ghê. Giờ tình cờ nó tại vì nó là thuộc dạng là nguy cấp rồi, nguy cấp đó, được phải được bảo tồn rồi. Vì cái loài rắn này là hổ mày. Và nó có thân hình rất là to lớn chứ không phải là nó nhỏ cỡ này đâu các bạn. Bình nên lắm. Là loại này là người loại ta
bên Kiểm Lâm sẽ được bảo tồn cái loài động vật này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Do mình con này là nó hình như nó mới nở ra sao á, nó được ký mấy thôi. Nên anh em mình sẽ bảo tồn cái loài rắn này. Cái size của con này bự lắm các bạn ơi. Nó đến 20-30 kg mà, có con 30-40 kg các bạn. Tại thì mình chỉ thấy những con nhỏ thôi, chứ chưa thấy được mấy con khủng cỡ đó các bạn. Chỉ thấy qua màn ảnh TV thôi các bạn. Cái đầu toạt nhiều nè ha. Ừ, hơi nào nó chưa rồi. Chết đó nha. Ừ, ốm rồi, sơ hở mà đi rắn nó bò trong vườn mà ai mà ẩu ẩu tưởng hôn vệ chụp là tiêu á. Tại rất rất là lanh. Cái đầu nó các bạn, các bạn thấy không? Cái vảy của nó ở trên nè, vảy ra đầu rùa nữa các bạn. Nhiều người ta nói ra đầu rắn hồi chúa là giống như cái đầu rùa. Giờ cho các bạn coi nè, thấy cặp mắt nó cũng khác luôn đúng không? À, coi cặp mắt của nó nè. Các bạn coi kỹ cặp mắt nó nè. Nó có độ trong veo hơn nè, thấy không? Nó cũng rất là hầm dữ khôn, các bạn. Nhìn mắt khôn ghê. Chúa ở Việt Nam có mấy loại lận các bạn ơi. Giờ mà anh em tôi sẽ bắt bỏ bao nha các bạn. Và đi tới những nơi không ai phá rẫy nó nữa. Mình sẽ thả khu đó. À, còn ở đây là mình không có thả được do là nhiều người đã làm thanh long đây là chỉ là mình thả ra người ta tưởng là hổ vện hay là rắn gì, người ta lỡ người ta chụp vô một cái là cũng khổ cho người ta, lỡ nó cắn người chết các bạn, chứ không phải dạng dừa đâu. Giờ mình sẽ vẫn bắt nó bỏ bao nha các bạn, nhưng mà lát nữa mình thăm xong á rồi mình sẽ kiếm cái chỗ nào anh em mình chạy sâu sâu vào trong rừng á thả chẳng luôn. Chứ còn mà bắt thì nó mình vẫn bắt nó bỏ bao thôi, nhưng mà không có thả ở đây. Giờ mình sẽ gói nó. Anh em mình sẽ bắt nó qua cái bao nha các bạn. Đó, là thấy màng nó chưa? Con này thuộc lại nhỏ rồi, cực nhỏ rồi. Nhưng mà nó sống cỡ thêm ít năm nữa là các bạn sẽ thấy nó bự chà bá liền. Còn nó màu bự quá. Xài nó có mấy chục ký mà. Nó nhỏ vậy chắc quanh quanh đây cũng nhiều, có con cha con mẹ nó luôn á. Quanh đây cha mẹ nó nhiều quá. Rồi cùng một lứa với nó nữa. Cái đó mình không biết được. Thôi, mình sẽ bẫy con này mình đi thả chỗ khác thôi. Chứ nữa, em tôi sẽ đi thả. Đây là chưa có mấy anh nhà vườn quanh quanh đây nha các bạn. Mấy anh mà đi tới đây mấy anh ngó là mấy anh hết dám ra làm luôn. Thiệt luôn á. Nhiều anh đi quanh quanh đây thấy mình bẫy mấy con hổ hành, hổ vện hay là hổ mèo thôi là xong khiếp, không dám đi ra vườn nữa. Bây giờ nghe nói có hổ chúa ở đây thì thôi rồi, nó bỏ vườn đi luôn. Qua đi. Đấy, sắc rồi. Đó. Táp nó rồi. Ui. Mạo hiểm quá. Đây nè. Chừng ấy nó qua bao á. Ok. Nó dài lắm các bạn ơi. Dài cực kỳ luôn. Đó, mình bắt như vậy á. Nhiều anh ra anh gặp là anh thua luôn à, bỏ vườn bỏ đi luôn á. Nghe nó hồi chúa mà nó chạy mất xét luôn á. Này sao có cái yếm nó màu cam hay nha. Con này nó tùy theo loại. Ở cái chừng nó cắn là lụng bao nha. Đó, anh em mình sẽ bỏ nó trong bọc này đi thăm chết giờ. Đi thăm hết số 7 của mình cần thăm rồi mình sẽ đi sâu sâu vào trên đường thả. Cái nào mình bắt là còn bắt các bạn. Cái này là thuộc dạng cấm mà. Cấm săn bắt, cấm nuôi luôn. Cấm sử dụng nó để buôn bán luôn. Nó nằm ở trong một bể từ năm lâu rồi, 2006 nó có rồi. Ơi quá. Đây các bạn. Nó hả hồng bự luôn. Kinh quá. Này hai anh em mình nè. Nói được con này là thấy kinh khủng rồi. Lần trước vào đây là gặp cái khu hang ổ của cặp Nia là còn đỡ đỡ nha các bạn. Lần này mới gặp chúa của loài rắn nè.
xung đây toàn là thứ dữ không các bạn. Mới quay lại nó há hỏng các bạn. Cũng chắc chưa. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thăm bẫy nha các bạn. Trời trời cũng hơi mưa rồi. Ngá hỏng lên. Ok, thả luôn. Giờ mưa lớn rồi. Còn cá đâu đây nè. Mưa các bạn ơi, trời ơi. Cát quá. Cái đầu góc nó cái máy bự chứ con thịt đi. Chỉ còn biết hồi nãy vô mắt con cá. Mưa quá mưa luôn. Lòng không à. Mưa các bạn ơi. À, quan chiên ngủ. Ok. Mưa to luôn rồi, giống y bữa trước luôn. Qua đây nè. Chạy qua đây luôn, chạy qua đây rồi nói chuyện chơi. Rồi làm sao đi thăm bẫy đây? Người ướt chật nhẹt lạnh luôn các bạn. Giờ phải núp mưa vậy. Mệt. Mưa này chắc hơi bị lâu luôn á. Hả? Mưa này lâu luôn á. Mưa này mưa lớn đâu. À, mấy bữa có mấy bạn hay comment trên kênh của mình các bạn. Các bạn hỏi là sao không để giá này nọ trên cho các bạn điện rồi. Anh Sang nói là anh Sang điện trực tiếp cho anh Sang nha các bạn. Mình không có comment trực tiếp trên đó nha. Các bạn cần nào cần thì liên hệ anh Sang. Cần hỗ trợ gì là các bạn cứ liên hệ mình. Mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn hiểu. Các bạn về những cái loài rắn. Các bạn hiểu để tránh xa những con nào độc và con nào không độc để các bạn hiểu được, các bạn tránh xa ra nha các bạn. Hết mưa rồi đó, hay đại đi. Này mưa mà có gió nữa là nó mau tạnh. Giờ mình đã đi tới rừng nha các bạn. Rất là xa cái khu trồng thanh long à. Nó đây các bạn. Cái khu này cực kỳ an toàn cho người dân à. Mà cũng sẽ an toàn cho nó thôi. Hy vọng nó sẽ thích nghi môi trường mới. Mấy con này nó khôn lắm, nó sống ở đâu cũng được. Mình sẽ đi đập nó một cái này. Bắt nó nha các bạn. Dài lắm. Nó đây các bạn. Đây các bạn. Đó dài cỡ nào á? Dài hơn người. Dài hơn mình luôn nè. Nó từ trên đó mà chạm xuống cái đất mà nó chỉ khoảng ký mấy thôi các bạn. Đây, mình cho các bạn xem cái mình của con rắn hổ mang chúa nè các bạn. Hàng cấm sử dụng nha. Hàng này là hàng cấm sử dụng, cấm săn bắt luôn. Xui xui nó vào cái bẫy của mình cũng thả nó thôi. Hàng cực độc. Đồ đó các bạn. Bị cấm rất là lâu rồi. Rất là tiếc. Tiếc vào tay anh. Và mình sẽ thả nó độc ở đây nha các bạn. Hy vọng nó sẽ thích nghi với môi trường mới của nó. Ở đây là chắc cũng địa hình nước rừng non gì cũng ok. Và đồ ăn chắc cũng khá là nhiều á. Cóc nhái, ớt thì khá là nhiều. Mình lấy cây trắng nó cũng thả chứ. Mình sẽ thả nha các bạn. Vứt ra kia nha. Đó,
Ồ, nó cua lại mình nè. Đó, nó đi nha các bạn. Đi, đi ngóc đầu lên nè. Chú quá ha. Đó, đó, nó lao tới kìa, đó, đó. Mình xí dỗ cho các bạn coi xíu nha. Nó khá là dài nha. Cái trước đầu nó, nó dài kinh luôn các bạn. Nó nhỏ mà dài kinh. Mình sẽ lùa cho nó đi càng sâu vào bên phía rừng này nè. Quay lại đó, quay lại đó. Ui, nó thủ lại các bạn. Đó, nó quay lại. Đó, nó rượt nè các bạn. Nó là một lần rất là hung dữ nha. Ừ, nó mới quay qua mình nè. Ui, nó đứng lên 6 7 con ha. Đúng ha. Hôm nay mình quên đem theo cái gậy để mình quay cho sát nha các bạn. Ui. 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 Đi đi. Đi. Từ, cho đi. Chập nó một chút nữa là cho nó đi. Đi đi. Rất là dữ các bạn. Đi. Đi. Đi đi. Thấy nó đứng lên các bạn. Nó thủ cả mình cả ông anh Sang luôn nha các bạn. Mình di chuyển là nó sẽ quay qua đầu bên này. Hồi chú nó đứng cao các bạn. Đứng trên này cỡ 30-40 phân á. 60. Trời ơi, 60 ơi. 60. Thì dưỡng đâu. Đó, mang nó đâu bự đâu. Wow. Kinh. Lần đầu tiên anh em tôi bắt được và thả nó như vậy luôn các bạn. Thấy nó thủ ghê luôn các bạn. Wow. Wow. Phình mang rồi. Wow. Coi thử nó cắn cái cây này không nha. Đó. Nó lao hướng mình chắc mình bỏ chạy luôn các bạn ơi. Thì nó cũng khá là dễ nha. Mình rồi không á, mình lấy cái cây mình thử nha. Đi rồi thử thôi. Nó cũng chịu đòn. Giờ thử đè bắt được không? Được. Làm lại coi. À, giờ mình đè nó nha các bạn. Rắn mình đè cái ót các bạn, cái cây phải cho chuẩn nha. Thấy không? Đó, mình bắt nó đè đầu thì bắt được thôi. Mình không bắt các bạn. Ui. Rồi. Cảnh khá là đẹp ha. Vô. Con này là con chú đặc biệt nó dương cái mang rất là cao các bạn. Thấy không? Ồ, thấy không? Thôi, anh em tôi sẽ tạm biệt nó tại đây. Lùa nó qua bên kia anh sao? Chia tay nó ở khu này nha. Cho nó vô cái khu đậm đi. Đi con. Đi đây. Ê. Nó dí mình nữa các bạn ơi. Quá dữ thiệt chứ. Các bạn thấy đứng cao ghê không? Cả hai gan luôn các bạn, hai ba gan liền á. Phù thủy Sang đang còn đối làm phép nguyên rắn. Rượt nè, láo với anh à. Láo với anh rắn à. Ôi, giỡn. Thôi chưa, mình giúp nó vô kia nha các bạn. Để cho nó vô kia nó đi. Rồi.
mình để đây luôn đi. Hả? Là mình để đây luôn. Để trong sâu, trong sâu trong kia cho bụi cỏ dễ dễ trốn à. Chủ dựng nóc cái đầu này không? Mình lấy cái cây này. Đưa lên cổ như nãy á, đưa hỏng như nãy á. Rắn này nó không sợ người đâu nha các bạn. Đó. Cây kiếm cây á dài dài. Đưa nó vô trong kia luôn, đưa hỏng đầu nó đưa kia luôn. Đó, đưa vậy đó. Gãy cây luôn. Cây luôn, nó nặng quá gãy cây luôn. Đi, đi đi. Sao nó thủ lại anh em tôi không không? Muốn dí à, muốn dí à. Dí mình là mình chạy các bạn ơi. Dạ, đó 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 đó, đó nó đang lấy đà nó phóng tới mình đó. Để tôi kiếm cái cây á. Nó nhìn nè, nó đi xa nó nhìn. Các bạn nếu thấy hai clip hay thì nhớ đăng ký kênh của mình, cho mình một like, một chia sẻ để kênh mình phát triển hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hãy nhớ là nhấn chuông để thường xuyên theo dõi những clip của mình nha. Mình sẽ gửi tới cho các bạn những clip rất là hay luôn. Kênh mình toàn là những clip độc đáo luôn các bạn. Trời ơi cái cây nó dở. Này khá là dữ. Con này nó không muốn đi các bạn ơi. Láo thiệt, láo nháo. Đưa đi luôn coi. Ê, đi đây. Đọt đuôi lại đi. Đấy chứ, ừ, nó ly thiệt. Mỗi lần nó quay lại là thấy mình thấy giật mình các bạn. Ok được á, để chó đi đó. Rồi nó đi rồi nha các bạn. Rồi clip hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây luôn nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những clip tiếp theo. Rồi nó đi. Nó đi xa rồi, nó đi xa, nó đi quá xa luôn nha các bạn. Đó nó đi đó rồi. Chào các bạn anh Sang. Rồi. Chào các bạn nha. Đó lấy gió. Yeah.